pháo phòng không tự hành chi tha của đức lần đầu tiên xuất hiện ở ukraine theo tin từ defensor israel vừa công bố pháo phòng không tự hành chi tha đã được biên chế cho lực lượng phòng không ukraine đây cũng được cho là những hình ảnh đầu tiên của hệ thống này tại ukraine thực chất pháo phòng không chi tha là tên gọi khác của pháo phòng không gipak do đức sản xuất vốn đã được berlin chuyển giao cho kiev tuy nhiên sự xuất hiện của chi tha tại ukraine có phần đặc biệt hơn Cụ thể, 60 pháo phòng không ghi phát được Đức bán cho Hà Lan và được lấy tên là Chi Tha. Sau đó, năm 2013, Hà Lan bán cho Jordan với giá 21 triệu euro. Khi kho vũ khí ngày càng bị thu hẹp, Mỹ theo đuổi nhiều biện pháp khác nhau để tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột moscow kiev vẫn diễn ra, trong đó có chính sách mua lại từ nước thứ ba. Vì vậy, tháng 11 năm 2023, chính quyền Washington quyết định chi 110 triệu euro mua 60 pháo phòng không chi tha để viện trợ Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI. Hiện chưa rõ phía Kiev đã nhận được toàn bộ số pháo này hay chưa? Hệ thống pháo phòng không ghi thoát được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực lepot 1 và đưa vào biên chế quân đội Đức từ năm 1973. Hệ thống sử dụng động cơ Diesel công suất 830 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 65 km h phạm vi hành trình tối đa 550 km. Hỏa lực của hệ thống là hai pháo tự động Olicon GGF 35mm có tốc độ bắn 550 phát trên phút, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76mm. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.